hoa lại còn được gọi là hoa nhài, mặt lợi. Loại cây này thường được trồng dùng làm cây cảnh, làm thuốc hoặc làm trà. Bạn có thể dễ dàng chế biến các bộ phận trên cây thành nhiều món ăn. Đồ uống thơm ngon, tốt cho sức khỏe. Một, Canh hoa lại móng giò trị nhức mỏi xương khớp, chuẩn bị nguyên liệu. Hoa lại 50g, móng giò lợn 200g, chế biến, móng giò lợn rửa sạch, chặt khúc, ướp gia vị. Hoa nhài rửa sạch để cho ráo nước cho móng giò vào nồi, thêm 3 bát nước vào đun cho xương chín kỹ thêm hoa nhài vào, nêm gia vị vừa đủ và bắc ra ngay, người dùng nên ăn khi canh còn nóng, có thể dùng làm canh ăn với cơm. Mỗi tuần khoảng 3-5 lần để trị nhức mỏi xương khớp, đau đầu gối hiệu quả. 2. Hoa lái xào măng tây để nhuận tràng. Hỗ trợ tiêu hóa, chuẩn bị nguyên liệu gồm: hoa lái T20 bông, măng tây 600g, dầu ăn. Gia vị, chế biến: hoa nhài tê cần tách riêng từng cánh, rửa sạch bằng nước muối và để ráo phần măng tây thì gọt bỏ đầu và vỏ rửa sạch cắt thành những đoạn nhỏ vừa ăn đun nóng dầu ăn cho măng tây vào xào nêm muối cho vừa miệng lúc sắp bắc nồi xuống thì rắc hoa lại vào đảo nhanh tay là được món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn có khả năng nhuận tràng thông tiện thanh nhiệt giải độc vô cùng hiệu quả 3. hoa lại kho đậu phụ giúp giảm cân giữ dáng món hoa lại kho đậu phụ này có nhiều công dụng trong việc làm đẹp Đặc biệt, nó giúp làm sạch ruột, hỗ trợ giảm cân, ngăn hình thành mỡ thừa để chị em luôn giữ được thân hình nhỏ nhắn. Cân đối, chuẩn bị, hoa lài tê mười bông, đậu phụ một bìa, xì dầu, đường, dầu ăn. Cách chế biến, cho hoa lài tê vào nước muối rửa sạch để ráo, đậu phụ rửa nhẹ, cắt miếng. Cho vào rán cho vàng hai mặt cho đậu phụ, hoa nhài vào nồi, thêm gia vị và hai thìa nước rồi đun nhỏ lửa khoảng 3. 5 phút cho gia vị ngấm, tắt bếp và dùng nóng để đảm bảo hương vị và công dụng. 4. Canh hoa lại đậu phụ điều trị ho xuyễn. Món canh điều trị bệnh ho xuyễn này được thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần lấy hoa lại 3 gam, đậu phụ 100 gam hãm vào nước sôi uống. Uống liên tục trong 10 ngày để trị bệnh phế ung. Ho xuyễn, ngực đầy khí xuyễn, hô hấp không thuận năm. Trà hoa lại tâm sen trị mất ngủ. Với công thức trị mất ngủ này bạn nên chuẩn bị hoa lại 6 gam. Tâm sen 8 gam. Lấy cả hai nguyên liệu hãm với nước sôi uống nhiều lần trong ngày. Một liệu trình là khoảng 7, 10 ngày, hoặc bạn cũng có thể áp dụng công thức hoa lại 10 g kim ngân hoa 20 g bồ công anh 20 g cam thảo đất 10 g sắc uống ngày một thang chia 2, 3 lần uống liên tục trong 7 ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. 6. Trà hoa lại chè xanh giảm cân để chuẩn bị loại trà thảo dược tốt cho sức khỏe này. Bạn chỉ cần lấy hoa lại 6 gam, chè xanh 10 g vỏ rộp ổi 3 gam, thảo quả 3 gam đem cả bốn nguyên liệu rửa sạch rồi sắc với 600ml nước cho đến khi còn 1 phần 3. Chia nước hoa nhài chè xanh này thành 3 lần uống trong ngày, uống sau các bữa ăn. Nên uống liên tục trong 3 ngày để có hiệu quả tốt nhất. 7. Trà hoa lại điều trị rôm sảy, nếu cơ thể nóng trong, khó chịu, mọc nhiều rôm sảy thì có thể chuẩn bị lá hoa lại 50g. Lá xài đất 20g, lá ngải cứu 30g. Sắc nước uống ngày một thang, chia làm 2, 3 lần. Uống liền trong 3 năm ngày để đạt hiệu quả tốt nhất, nếu hết liệu trình mà chưa khỏi thì có thể dừng hai. 3 ngày rồi bắt đầu liệu trình mới.